Xin chào các bạn. Trong bài giới thiệu hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách trình bày một cái báo cáo tiêu chuẩn và sử dụng các cái thủ thuật của Word để tạo các thành phần cho tài liệu của mình cách tự động, đẩy nhanh cái quá trình soạn thảo văn bản. Đầu tiên, tôi sẽ mở cho các bạn thấy một cái file tiêu chuẩn. Rồi. Đây là một cái dạng báo cáo của ngành chế tạo máy. Báo cáo đồ án môn học của ngành chế tạo máy Bách Khoa. Thì tôi nghĩ là ngành nào đi nữa thì các bạn đều sử dụng cái báo cáo tương tự giống nhau. Họ không yêu cầu khắt khe lắm nhưng mà nó phải đạt được các cái dạng, các cái thành phần tối thiểu. Các bạn thấy ở đây có gồm những cái thành phần nào đây? Một cái báo cáo nó gồm trang đầu tiên đấy. Trang đầu tiên là cái trang bìa phụ sau cái trang bìa chính. Trong đó là ghi cái nội dung báo cáo, cái đơn vị mà thực hiện, tên báo cáo, người thực hiện, người hướng dẫn, thời gian thực hiện và được đánh số là Y. Một chữ Y. À, trang thứ nhất có bao. Cái trang thứ hai là nhiệm vụ đồ án. Nhiệm vụ đồ án hoặc là nhiệm vụ của luận án. Không đánh số. Đó. Trang thứ ba là trang lời nói đầu. Là đánh số hai cái chữ Y. Trang thứ tư là mục lục. Đánh số là ba chữ Y. Đó. Đây là cái phần thủ tục ban đầu của tài liệu, nó phải gồm có như vậy. Bây giờ vào phần chính. Vào phần chính của mình ấy là nó sẽ có là phần header phía trên ghi thông tin nội dung báo cáo, người hướng dẫn. Và phần footer phía dưới là ghi thông tin người thực hiện và đánh số trang. Còn phần nội dung của mình ấy, là nó có cái phần đánh mục này. Đánh mục này là người ta cũng quy định. Đầu tiên là chương. Ở đây là không phải chương mà là phần. Bởi vì ấy là cái số lượng trang nó không đủ để tạo thành một chương. Một chương ấy nó phải có khoảng 20 trang trở lên mới gọi một chương. Nhưng mà nếu mà cái số lượng nó nhỏ hơn 20 trang ấy, thì nên đặt là phần. Phần 1, phần 2, phần 3. Trong cái báo cáo mình chia ra như vậy. Chứ một vài một chương mà có vài trang thì không phải gọi là chương, gọi như là không hợp lý. Phần nhỏ hơn của một chương nó là mục, ví dụ như chương 1, phần 1 thì là 1.1. Mình đánh cái số của mục lục của cái mục là theo cái dạng ma trận. Rồi cái mục tiếp theo thì sẽ là 1.1.1. Đấy. 1.2 là to hơn thằng 1.1.2 thì sau thằng con ở thằng 1.2 sẽ là 1.2.1.3.4 vân vân. Thì cái phần số này là các bạn không phải nhập thủ công mà là nhập tự động. Thì sau này tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách nhập cái này nó tự động chọn. À, các bạn hình dung là một cái báo cáo là nó như vậy. Một cái báo cáo là nó phải trình bày cơ bản như vậy. Thì phần tiếp theo tôi sẽ giới thiệu các bạn các bước để thực hiện một cái báo cáo. Nó sẽ ra dạng cái dạng như thế này. Phần đầu tiên là bây giờ tôi sẽ tạo cái mà file mới ha. Tạo một cái file mới. Rồi, tạo một cái file mới. Các bạn có một cái file mới rồi thì các bạn đầu tiên các bạn sẽ cài đặt cái chỗ này thôi. Cài đặt cái page setup.
việc vào Paper Sao thì các bạn biết rồi, rồi không nói nữa. Nhưng mà cái việc cài đặt trong đây này, cài đặt trong đây ấy, là tiêu chuẩn của nó là phần top của nó là 1,5 đến 2 cm, phần bottom là 2 cm, phần right là 2 cm và phần left 3 cm. Con số này là tương đối đúng thôi, nhưng mà thường là hay sử dụng như vậy. Trong một số các cái tài liệu người ta có thể thay đổi, nhưng mà về cơ bản nó sẽ dao động quanh giá trị này. Vì sao phần left lại to hơn? Phần left là cái phần trái là dùng để mình đóng bìa sách, đóng sách, cái cuốn sách thì nó cần phải lớn hơn. Rồi, cái phần bên phải thì có thể cho là 1,5 này nhỏ hơn, vì cái phần phải này nó không có vướng cái gì hết. Mình tăng cái giới hạn vẽ lên, giới hạn của tờ giấy lên. Còn cái phần cài đặt về sen đơn vị ở đây này, là centimet, mà nếu các bạn là máy các bạn chưa cài đặt về centimet ấy, thì tôi cũng giới thiệu luôn cách chuyển sang đơn vị centimet option. Đó, trong cái phần này có cái phần là đơn vị đây, các bạn chuyển sang centimet để nhập. Rồi, các bạn đã có một cái giới hạn về bản vẽ này rồi. Các bạn thấy là tôi mở ra cái dạng này thì các bạn thấy cái giới hạn của nó. Đây, hiện những cái khung này đây. Đây, mình có cái giới hạn như thế. Chữ mình chạy từ đầu nó giới hạn bao rồi đấy. Xong. Rồi các bạn tiếp tục, các bạn tạo phần header và footer. Header và footer. Rồi các bạn nhấn nút vào đây, à, tạo ra header và phần. Tôi tạm chưa nói về phần này đây. Ta sẽ làm theo cái báo cáo mẫu này, là sẽ tạo ra những cái trang thủ tục trước. Còn cái phần header với phần footer nó chỉ xuất hiện sau cái trong phần nội dung chính thôi. Thì tí nữa mình sẽ làm. Bước tiếp theo là mình sẽ tạo ra các cái trang thủ tục. Cái phần này thì các bạn tự soạn thảo được ha. Các bạn soạn thảo ở đây, tôi sẽ copy nó sang. Tôi làm copy phần này đây. Rồi. Tắt đi, tôi tắt cái. Rồi. Phần bao xung quanh của một cái bản tờ giấy thì các bạn có lẽ các bạn cũng rành rồi. Tôi có giới thiệu qua là các bạn vô phần border and setting. Ở đây có phần hai cái loại border, border như này và base border. Base border là tạo khung cho bản vẽ, à, cho tờ giấy của mình. Đây các bạn có thể là chọn box là xung quanh ha. Rồi cái chọn cái kiểu đường ra. Đây là nó border tất cả các trang của mình rồi. This section thôi. Chọn offline này, this section. Rồi. Vào đây. This section. Box. Ok. Và các bạn thấy là nó sẽ bao hết xung quanh của tờ giấy như này. Nhưng mà ở đây tôi không muốn nó bao như thế này. Tôi muốn nó bao bên trong thôi, bên trong cái tờ giấy của mình thôi. Theo cái giới hạn mà mình đã thiết lập ban đầu thôi. Thì tôi sẽ sử dụng cái phần thằng này tắt nó đi. Đâu. Thằng này. Tôi tắt hết đi nha. Rồi tôi dùng lại. Cut. Chọn hết cái đoạn này. Cho vô lại. Vào phần tắt này. Chọn này. À. Ok. Rồi. Cái phần tiếp theo là tôi sẽ đánh số.
chỗ này là đánh rồi, chúng ta này bỏ lại đi, đánh lại, nhấn đúp vào dưới rồi chọn cái thằng pay là cái dạng là đánh số bottom là dưới này, ở giữa này. Rồi đây các bạn có thể edit thằng này hoặc là format pay smart, các bạn chọn cái loại là EEE này. Rồi start từ một cái y này, rồi sau đến xong cái trang thứ nhất, rồi đến cái trang thứ hai. Trang thứ hai là trang nhiệm vụ đồ án, là mình sẽ không có đánh số đúng không? Nhưng mà rồi xong thoát ra chỗ này được. Trang thứ hai là nhiệm vụ đồ án này. Rồi mình đậm cho giữa rồi em, các bạn thấy là ở đây nó sẽ có một cái đánh số là số 2. Đánh số ở đây là mình sẽ bỏ đi, bỏ đi nha. Xóa đi. Các bạn chú ý ở đây là folder session 2 này. Thằng trên này là folder session 1 này. Cái số 1 với số 2 ấy, là nó chia ra những phần khác nhau. Sau khi mà các bạn có lệnh là ngắt đoạn, phần lệnh ngắt đoạn ấy, thì tí tôi sẽ nói sau, thì nó sẽ chia cái phần folder này, nó sẽ làm hai phần riêng biệt. Các bạn có thể cho nó link liên kết với nhau hoặc không liên kết với nhau bởi cái nút này. Bây giờ tôi sẽ xóa nó đi, thì tôi sẽ cho thằng này không liên kết thằng trước nữa để nó không ảnh hưởng với nhau. Rồi vậy là thằng nhiệm vụ đồ án không có đánh số trang nữa. Rồi tôi tiếp tục, tôi ấn Ctrl Enter tạo trang mới. Trang tiếp theo là trang mục lục và mục lục. Lời nói đầu và mục lục. Đây sẽ là lời nói đầu. Rồi. Ở đây các bạn là bắt đầu đánh số trang lại. Đánh lại số trang. Các bạn chú ý là bây giờ thằng nhiệm vụ đồ án của mình là vẫn là cái section 2. Thằng lớn đầu vẫn là section 2. Thì hai thằng cùng cái section thì nó sẽ ảnh hưởng đến nhau. Do vậy là bây giờ mình tôi sẽ tách cái phần nói lời nói đầu này ra một cái section mới. Tôi trở về đây, bắt đầu tôi sẽ cho cái lệnh là pay layout, chọn break, break next pay section này. Break này, tách ra này, ra mới này. Rồi các bạn thấy ở đây là section 3 rồi, nó đã tạo ra cái section mới rồi. Ở đây các bạn sẽ đánh số trang, tắt cái chế độ liên kết với thằng section cũ đi, đánh lại số trang. Đây các bạn format lại đi là dạng y này đi, bắt đầu từ cái y thứ hai đi. Ok. Tiếp tục các bạn chỉnh lại một chút chỗ này đi. Rồi. Ở đây các bạn thấy nó tự động tạo ra tab giữa này. Rồi y 2 nó bắt đầu từ cái thằng y 1 hồi nãy đây. Y 1 từ cái trang 1 đây này. Đó, giờ bắt đầu lại từ y 2. Bắt đầu từ y 2. Rồi ok. Rồi nói đầu xong, bây giờ các bạn ấn Ctrl Enter để tạo trang mới. Thằng nhiệm vụ đồ án này cũng cho giữa đi. Kéo nó ra đây cho giữa đi. Nhiệm vụ đồ án này. Lời nói đầu rồi, Enter. Là mục lục. Các bạn chưa viết những phần này vội, vì là phần này thường là mình sẽ viết sau.
sau khi hoàn thành cái nội dung với báo cáo, hoàn thành mục này xong. Đây các bạn thấy là đây nó tự động tạo ra hai. Cái phần thủ tục là xong, lưu lại nha. Đấy, các bạn thấy là cái phần thủ tục đã xong. Giờ là tôi sẽ tạo phần chính đây, phần chính này. Đi vào phần chính này. Phần chính này các bạn chú ý nha, làm cho đúng, không là nó sẽ chạy lung tung các con số này. Số này nó tự động mà. Nên phải làm cho đúng. Phần đầu là các bạn có thể bỏ qua vì tùy báo cáo có thể là không có. Nhưng mà phần chính này thì báo cáo nào cũng có hết đấy. Xong cái này rồi, giờ tôi sẽ ngắt sang cái đoạn mới là phần page layout, chọn break này cả. Rồi đến đây các bạn thấy là nó đánh số này. Giờ mình sẽ nhấn đúp vào cái phần trên này đi. Đây là gọi là mình ngắt nó, ngắt thằng này với thằng trước, không cho liên kết thằng này nữa, ngắt đi. Giờ mình đánh số lại là đánh số 123, bắt đầu từ con số 1. Ở chương 1 thì mình sẽ bắt đầu như này, nhưng đến cái phần chương 2, chương 3 thì mình sẽ chọn thằng này, tí nữa các bạn sẽ thấy. Ok. Rồi. Bây giờ mình thiết lập vào footer này. Footer là gì nhỉ? Mục header, các nội dung của nó sẽ là nội dung tên báo cáo đúng không? Ví dụ như là đồ án hay là chương 1 đi, phần 1 đi. Chương 1 đi. 1 quan về các cái về công nghệ sạch. CAD CAM CNC. Rồi thằng này các bạn là sẽ, nếu mà nó có cái tab này thì các bạn kéo này về đây. Cái tab này mà có rồi, cái tab này có rồi thì thôi dùng luôn. Bạn sẽ làm, các bạn chú ý là để chuyển tab vào trong cái khu vực là header footer là quán cần cho tab nhé. Rồi chỗ này là gì nhỉ? Giáo viên hướng dẫn. Đó. À, tiến sĩ chẳng hạn. Lưu Bình. Đó. Các bạn cho những thằng này là chữ nghiêng đi, thường người ta dùng chữ nghiêng. Thằng này là 13 đúng không? Cho nó 11 thôi. Hoặc là 12 vậy. Rồi các bạn sẽ gạch đít nó bằng cái chỗ này. Dùng cái chọn border đây này. Bây giờ các bạn sẽ chọn cái loại 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 đường đây. Cái đường mà có cái đậm ở dưới nha. Rồi chọn cái kích thước âm 1/2, 1/4 thôi. Rồi các bạn tắt cho này đi. Chọn là cái dưới thôi mà. Chọn cái dưới. Đây chọn này đi. Rồi. Còn ok. Xong. Xong phần header nha. Phần footer đây. Footer kéo này về đây đi. Rồi. Cái phần số trang này các bạn có thể là nhập thêm là chữ trang. Hoặc không thì thôi. Chỗ này các bạn ABC không được. Rồi các bạn xóa đi. Các bạn sẽ Control Tab để về đây. Rồi chuyển về đây, nhập vào đây là sinh viên thực hiện.
Sân và để cho cân đối thì cái chỗ này tôi sẽ chuyển về bên phải đi. Đấy. Thằng này cho y control y. Rồi, xóa những cái phần. Rồi, chọn border. Phía chọn thằng này. Chọn thằng cái đậm phía trên nha. Rồi, này. Một này thôi. Tắt ở dưới đi. Ok. Rồi. Các bạn đã có phần hai cái phần này rồi. Giờ các bạn thấy là cái chữ của mình ấy, chữ này. Nó sẽ nằm trong cái phần border đấy. Đó các bạn thấy là khi các bạn tạo ra các trang thì cái phần header và footer nó sẽ header footer sẽ copy. Nhưng các bạn thấy là cái phần footer nó cách phần footer này nó cách cái phần chữ mình là ok rồi, cách trong một khoảng là ok rồi. Nhưng cái thằng này nó chưa cách này. Nó chưa cách này. Đấy, nó chưa cách. Thì tôi mới sẽ chỉnh lại chỗ này. Paragraph này, cái phần after này, tôi tăng cái số này lên. Đó. Là giãn ra đúng không? Tăng cái số after này tăng lên. Đó. Cách ra một xíu đấy. Rồi, ok. Trong phần tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cái cách để các bạn đánh số mục. Thì đầu tiên tôi sẽ nhập vào cái tên của cái mục là cái chương đúng không? Chương là tổng quan về công nghệ CAD CAM CNC. Rồi, tôi sẽ format nó theo cái dạng mong muốn. Về rồi tôi sẽ đánh số cho thằng này vào cái mục này, các bạn chọn thằng này à, tôi chọn in define. Rồi các bạn ấn vào more này, các bạn chọn thằng này sẽ là chọn vô heading 1, các bạn chọn vào đây là chương, chương hoặc phần chấm. Rồi thằng này thì sẽ chọn là heading 2. Này sẽ là heading 3. Ok. Xong. Tiếp tục các bạn nhập vào đây là giới thiệu các khái niệm. Các khái niệm về CAD. CNC. Rồi các bạn vừa đánh chọn vào heading 2. Xong. Các bạn tiếp tục enter. Các bạn nhập vào đây là CAD. Đấy. Các chọn heading 3. Chọn đây CAM. Heading 3. Enter. CNC. Không. Heading 3. Rồi bây giờ các bạn muốn cho điều chỉnh gì nữa, điều chỉnh ý, thì các bạn có thể chọn vào phần những cái heading này, các modify nó như điều chỉnh về kích thước chữ rồi đó, các dòng rồi đó, hoặc thêm các font này, các thứ này, paragraph tab border này, vân vân. Rồi bây giờ là ví dụ như là phần tiếp tục là ứng dụng công nghệ CAD
rồi, tôi chọn mục là 1.2 à, tôi chọn là mục 1 này, mục 2 này, bạn chọn vào heading này sẽ là 1.2.1 rồi. Ok, giờ sang chương 2 này. Chương 2 thì cái phần heading nó phải khác, thì các bạn vào phần page layout chọn break, chọn thằng này rồi xóa thằng này, chọn đúp thằng này, các bạn tắt cái link này đi. Chỗ này là sửa lại chương 2, giới thiệu về phần về Mastercam. Rồi, cái phần này dưới này không thay đổi đúng không? Cái phần trang này các bạn define lại đi. Format này các bạn chọn là tiếp tục với cái phần trước này. Rồi. Đến đây các bạn là nhập vào là chương 2 sẽ là giới thiệu. Về phần mềm Mastercam 7. Chọn chương 1, chương 2. Rồi, bạn nhập vào đây là mục 1, mục 2 gì đấy. Ví dụ rồi. Giờ sẽ là 2.1.2 rồi. Các bạn lại từ đây sẽ là A này, B, C chẳng hạn. Nó sẽ là mục. Ví dụ vậy. Rồi sẽ các bạn có thể nhập nội dung vào đây là gì đó. Vâng. Bây giờ tôi đã giới thiệu xong cách tạo mục. Sau khi các bạn viết xong tài liệu thì các bạn có thể là thêm cái phần cuối của nó là tài liệu tham khảo. Thì cái phần trình bày tài liệu tham khảo thì các bạn tham khảo ở trên mạng có hướng dẫn cái định dạng. Rồi bây giờ tôi sẽ làm xong cái phần mục lục, lục nữa là xong. Mục lục đâu rồi? Đây. Tôi sẽ vô cái phần này, insert ha. Phần đây, reference đi. Reference. Đây, chọn cái dạng này đây. Chọn cái dạng mục lục. Chọn đây đi. Đó, sẽ có ngay cái mục lục cho các bạn. Đây là dạng tự động nha. Các bạn không thích tự động thì rồi các bạn vô cái vào cái insert một cái custom này. Chọn vào đây là custom, chọn số level hiển thị là 3 thôi, hiển thị 3 là tiêu chuẩn là đến 3 thôi, không ai hiển thị đến mức 4 làm gì. Ok đó, xong. Các bạn có thể định dạng gì nữa thì tùy trong mục này, lưu lại. Sau này các bạn kiểm tra tài liệu của mình thì vào đây. Đó, có thể vào cái phần mục nào đó, nét cho nhanh. Heading này. Và bước cuối cùng là mình sẽ lưu cái form, cái style này lại. Mình sẽ lưu lại. Lưu lại toàn bộ cái heading này, cái heading này. À, còn một cái phần nữa là bây giờ tôi sẽ chèn hình vô. Ví dụ tôi cho chèn hình vào đây. Chèn một cái hình nào đó, insert. Ví dụ tôi chèn cái hình này vào, tôi sẽ cho nó ở giữa rồi tôi sẽ thêm cái phần caption này, này. Tôi sẽ đây là tôi có sẵn rồi, tôi có sẵn rồi nên nó ra thế này, chứ mà các bạn có các bạn chọn new này là ABC đó, hình hay là gì đó, hình. Sau đó là chọn numbering
Bạn chọn vào cái phần Including chapter number này. Chọn heading 1 này. Bởi vì cái hình của mình nó đánh số theo. Tôi xóa cái label đấy nhá. Tôi làm lại. New này. Chọn là hình. Rồi, các bạn chọn numbering. Bạn chọn include, chọn heading 1. Và cái chương ấy, thường là mình sẽ thêm cái mục chương vào cái số thứ tự của cái hình. Đó. Các bạn chọn cái kiểu là chấm hoặc là gạch ngang tùy. Ok, mình nhập tên vào đây là hình A là gì, NPC đó mô tả cái hình đó. Ok, thì khi mà cần thêm cái hình tiếp theo nó sẽ đánh số tự động các bạn. Insert này. Này, các chọn hình này nó tự động đánh số 2, các bạn ấn dấu chấm ở cách là nhập nội dung của nó. Ok, các bạn chọn E này cho ra giữa, các bạn có thể chọn update cho nó vào cái thằng caption này. Rồi như vậy thì thằng này với thằng này nó cùng một cái title, thì các bạn update thằng này nó sẽ theo này, thằng này đi theo luôn. Rồi ví dụ sang chương 2, thì sang chương 2 chỗ này có cái hình chẳng hạn. Cái hình này đó thì nó sẽ đánh số như thế nào các bạn thấy. Cho cái hình. Đây là cái phần mềm mình bị lỗi nha. Các bạn vẫn nhập bình thường nha. ABC này ok. Đó, nó vẫn ra. Nhập vào cái phần caption ra giữa. Các bạn có thể nhập ở bên trong cái chỗ hộp thoại đó hoặc là nhập ở ngoài này, nhập cái nội dung của cái hình ở ngoài này. Ok, không vấn đề gì hết. Rồi xong. Lưu lại. Lưu ngoài lưu tài liệu này thì các bạn có thể lưu lại cái toàn bộ cái định dạng này. Vào cái phần này, các bạn chọn này. Chọn cái server ở new. Nhập tên của nó là ví dụ như là báo cáo. Hạ. Cái quick style này nhập vào đấy một server là xong. Sau này các bạn khi mà các bạn tạo mới một cái tài tạo mới một cái tài liệu, các bạn chỉ cần gọi lại thôi, nó sẽ có trong đây này, báo cáo đồ án này, thông báo này, hay là viết sách này. Tôi chọn lại đây, nó ra lại toàn bộ cái phần mình cài đặt. Sau này các bạn rất là nhanh. Như vậy là tôi đã giới thiệu xong các bạn các cái thủ thuật mà từ cái kinh nghiệm bản thân mà tôi hay dùng khi viết sách. Rồi, cảm ơn các bạn.